Mở tung cửa sổ đón anh mặt trời. Lại một ngày mới đã ghé thăm tôi. Kìa bay chim ơi, hãy nở nụ cười, nụ hoa ơi, thật đáng cuộc đời. Thế là đèn hành năng lại lên trên đường ta giao bước, bên cạnh nhau tìm chân trời mới mà ta đã luôn ao ước. Khó khăn mấy cũng không cần lui, ta cùng nhau vượt qua bần xuôi. Hy vọng những khoảnh khắc gặp nhau chẳng có lần cuối. Phía trước có lắm đắng cay, ta cho nhau cái nắm tay. Em bao sức mạnh, ta vẫn sẽ đứng lên rất nhanh. Ai đó bạn là người sẽ luôn bên tôi. Bầu trời nhiều lúc sẽ cao đến mấy âm mưu cùng nhau xuống cả nắng nắng lên thôi. Có khó khăn gì thì tôi đã có bạn bè. Giờ hiếm nguyên nào thì tôi đã có. Hãy truy cập nội thất vipmong.com để xem thêm nhiều mẫu thiết kế và sản phẩm nội thất đẹp nhé.